cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường sẽ hầu tòa vụ VN Pharma từ ngày 12 tháng 5. Một cán bộ y tế Phú Thọ nộp lại hơn 2 tỷ đồng nhận lót tay từ Việt Á. Vụ bác sĩ khoa chưa có nạn nhân trình báo. Trốn thuế bao nhiêu thì sẽ bị xử lý hình sự. Tất cả những nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ 6 ngày 29 tháng 4. Quý vị đang theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh. Vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh liên quan tới công ty VN Pharma là một trong những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo và yêu cầu phải khẩn trương hoàn tất điều tra truy tố đưa ra xét xử trong quý 2 năm 2022. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định mở phiên tòa xét xử vào ngày 12 tháng 5 tới. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm này sẽ kéo dài 6 ngày. Phiên tòa được tiến hành bởi hội đồng xét xử gồm 5 thành viên do thẩm phán Đào Bá Sơn ngồi ghế chủ tọa. 5 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội được phân công giữ quyền công tố. Gần 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường có 6 luật sư. Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ giao cho đơn vị vi sinh thuộc Trung tâm Xét nghiệm chủ động đề xuất phương án làm xét nghiệm và dự trù sinh phẩm hóa chất để phục vụ công tác phòng chống dịch. Ông Trần Gia Phú, trưởng đơn vị vi sinh, đã tìm hiểu thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và được biết công ty Việt Á có cung cấp những sinh phẩm hóa chất phục vụ công tác chẩn đoán xác định Covid-19. Quá trình thực hiện mua sắm, bà Hồ Thị Thanh Thảo, cán bộ của công ty Việt Á, đã liên hệ với ông Phú xin số tài khoản để chuyển tiền hoa hồng với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ông Phú không báo cáo gì với tổ chức về nhận tiền này, cho đến khi đoàn thanh tra đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiến hành thanh tra việc mua sắm phục vụ phòng chống dịch ngày 25 tháng 1. Quá trình làm việc, ông Phú mới báo cáo sự việc và xin nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền đã nhận từ Việt Á. Tại cuộc họp báo Kinh tế Xã hội chiều ngày 28 tháng 4, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay Công an thành phố chưa tiếp nhận trường hợp nào đến trình báo tố giác liên quan tới vụ việc nhóm bác sĩ khoa rút ống thở của mẹ nhường cho sản phụ, từng gây xôn xao dư luận. Đề nghị những ai là nạn nhân liên quan vụ việc, liên hệ Công an thành phố để khai báo để chúng tôi có cơ sở xử lý theo đúng quy định pháp luật, ông Hà thông báo. Trước đó, theo kết quả điều tra, vào tối ngày 7 tháng 8 năm 2021, tài khoản mạng xã hội Facebook Trần Khoa đăng tin có nội dung bác sĩ Khoa đã rút ống thở của mẹ đang bị Covid-19 để nhường cho sản phụ song thai đang điều trị cùng phòng tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến nhiều người quan tâm, được hàng loạt tài khoản Facebook chia sẻ. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng hôm nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 28 tháng 4, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có đăng tải bài viết Mua bán nhà đất hai giá chuyển hồ sơ sang công an của tác giả Quang Huy. Bài viết phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu. Theo đó, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định số 489/2022 về chuyển tin báo vụ việc về thuế đến cơ quan điều tra để xác minh làm rõ. Tại quy chế, Tổng cục Thuế nêu rõ cơ quan thuế kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra khi phát hiện người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, có dấu hiệu tội phạm như trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được Tổng cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế chú trọng là hàng hóa, dịch vụ bán ra có căn cứ xác định giá bán, giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng thấp hơn giá thị trường trong các trường hợp có giá trị giao dịch lớn như chuyển nhượng vốn, bất động sản, phương tiện giao thông vận tải. Trao đổi với Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Thái Minh Giao, cục phó cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan thuế sẽ dựa trên những thông tin thu thập được qua công chứng, ngân hàng để xác định xem hồ sơ mua bán nhà đất đó có trốn thuế hay không. Mức trốn thuế trên 100 triệu đồng thì mới chuyển sang cơ quan công an điều tra làm rõ.
Kính thưa quý vị, giao dịch chuyển nhượng tài sản, đặc biệt là đất đai, nhà ở, là một trong các giao dịch quan trọng và phổ biến nhất trong đời sống. Như vậy, làm sao để thực hiện các giao dịch này đúng pháp luật, đồng thời kiểm soát về hoạt động khai thuế? Để làm rõ các vấn đề trên, chúng tôi xin được kết nối với luật sư Đặng Đình Thịnh, đoàn luật sư TP.HCM để cùng lắng nghe những chia sẻ của luật sư về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa luật sư, pháp luật quy định như thế nào về thủ tục khai thuế khi thực hiện hoạt động chuyển nhượng tài sản, đặc biệt là bất động sản, và hành vi trốn thuế thì được hiểu như thế nào ạ? Quy định pháp luật hiện nay về vấn đề khai thuế thì khi giao dịch mua bán chuyển nhượng có cái tài sản buộc phải đăng ký, đặc biệt là bất động sản, nhà cửa, đất đai, thì toàn bộ hồ sơ chuyển dịch sẽ chuyển qua cơ quan thuế để cơ quan thuế căn cứ vào cái giá trị của hợp đồng tính thuế. Hành vi trốn thuế được hiểu là người dân khai báo gian dối với cái giá thực tiễn, với giá thực tế giao dịch nhằm đóng thuế thấp, hoặc là khai báo không đúng để né và không đóng thuế cho nhà nước. Ví dụ như giá trị bất động sản thực tế là 1 tỷ đồng trên hợp đồng giao dịch, nhưng khi ra công chứng thì người dân lập hợp đồng mua bán chỉ khai từ 1 đến vài trăm triệu đồng và làm cái căn cứ để tính thuế, thì hành vi như vậy được xem là hành vi gian dối trong khai thuế và đóng thuế. Còn trốn thuế tức là không đóng thuế luôn. Trong trường hợp ví dụ như pháp luật quy định là người dân chỉ có 1 bất động sản thì khi giao dịch chuyển nhượng thì không đóng thuế, thì người dân khai gian dối mình có nhiều bất động sản nhưng khai mình chỉ có 1 bất động sản, hoặc là trước đó đã tìm cách chuyển dịch 1 bất động sản khác để còn lại 1 bất động sản khi chuyển dịch, hoặc là có những trường hợp là người dân trực tiếp cho tặng đối với lệ hàng thừa kế thứ nhất để né khỏi đóng thuế, và từ hàng thừa kế thứ nhất chuyển qua cho cái người cần giao dịch trong gia đình. Ví dụ như là hai anh em rể muốn giao dịch chuyển nhượng nhà, thì cái người muốn chuyển nhượng nhà đó sẽ ký tặng cho cha mẹ vợ, cha mẹ vợ nhận tặng cho nhà xong rồi thì sẽ cho lại cái người cần mua, thì hồ sơ này sẽ được miễn thuế. Những cá nhân tổ chức có hành vi khai gian giá bán để trốn thuế thì sẽ bị chế tài ra sao ạ? Pháp luật hiện hành quy định cái việc xử lý đối với hành vi trốn thuế có hai hình thức, đó là xử lý theo cái xử phạt vi phạm hành chính theo điều 17 của nghị định 125 năm 2022 của chính phủ, thì đối với những cái hồ sơ khai thuế mà không có tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ thì sẽ bị phạt 1,5 lần so với mức thuế phải đóng. Đối với tình tiết được giảm nhẹ thì sẽ phạt 1 lần. Đối với tình tiết tăng nặng, có 1 tình tiết tăng nặng thì sẽ phạt 2 lần. Đối với tình tiết 2 tình tiết tăng nặng thì sẽ phạt 3 lần. Ngoài cái mức phải nộp thuế ra thì người dân cần phải bị phạt. Cao nhất là phạt đến 3 lần nếu có 2 tình tiết tăng nặng. Ngoài ra thì pháp luật hiện nay chế tài bằng hình thức là xử lý pháp luật hình sự đối với những cái cá nhân, tổ chức, tập thể mà khi giao dịch trốn thuế. Đối với cái việc trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên so với lại 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng thì bị phạt từ 1 đến 500 triệu đồng và phạt từ 3 tháng tù đến 1 năm theo điều 200 của Bộ luật hình sự hiện hành. Ngoài ra đối với lại cái trường hợp mà trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng thì ngoài cái việc bị truy thu thuế ra còn bị phạt tù từ 1 đến 3 năm trong những trường hợp có tổ chức hoặc là lợi dụng chức vụ tái phạm. Ngoài ra cũng có một số trường hợp là tăng nặng nhất hiện nay, đó là với cái mức trốn thuế từ 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi trở lên thì từ 2 năm đến 7 năm tù. Và có cơ quan bảo vệ pháp luật còn nhận định một số tình tiết của cái vụ việc để có thể tịch thu cái tài sản khi giao dịch. Thưa quý vị,
Hy vọng phần trao đổi pháp lý vừa rồi đã giúp cho quý vị có góc nhìn toàn diện hơn về những hoạt động giao dịch liên quan đến thuế. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Nóng trong người ta uống ngay đốc tất thanh nào, cùng chính loại thảo mộc tự nhiên thanh lọc từ mát. Chuyện đốc tất thanh thanh nhiệt tươi mát sống hết mình, cùng nhau mang đi khắp mọi nơi tươi mát. Thanh lọc cơ thể tươi mát mỗi ngày. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 28 tháng 4 mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 25 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nguyệt Nhi, 50 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm A khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự. Bài viết: một phụ nữ 50 tuổi dùng ảnh trẻ đẹp làm hình đại diện Zalo lừa đảo tiền tỷ, được đăng tải trên plo.vn, đã nhận được nhiều ý kiến bạn đọc như: lừa đảo bây giờ ghê gớm thật. Có bạn đọc khác chia sẻ rằng: lừa đảo thời 4.0 nhỉ, mong luật pháp trị thẳng tay. Đến khuya ngày 27 tháng 4, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong. Bài viết: một thanh niên nghi đuổi cướp gặp tai nạn tử vong ở quận 12, được đăng tải trên fanpage của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, đã nhận được không ít bình luận bày tỏ sự thương tiếc từ bạn đọc như: hy sinh khi bắt cướp, vinh danh em. Một bạn đọc khác chia sẻ: giờ loạn lạc quá, thật thương tâm. Kính thưa quý vị, chương trình đóng hôm nay ngày 29 tháng 4 của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube và Facebook của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.